Thưa quý vị, sau 14 ngày tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích do sạt lở đất và lũ quét, các cán bộ chiến sĩ quân đội đã chia tay người dân thôn Làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trong sự bình định, ngẹn ngào và trân trọng của bà con nơi đây. Ngay từ sớm, người dân thôn Làng Nũ và đông đảo người dân xã Phúc Khánh đã có mặt xếp thành hàng dài nối từ sân nhà văn hóa thôn Làng Nũ ra phía ngoài. Trên tay hầu như người nào cũng cầm những phần quà như hoa quả, bánh chưng, xôi đã chuẩn bị sẵn để gửi tặng các chiến sĩ. Với tinh thần quả cảm, không ngại khó khăn vất vả, lực lượng quân đội đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nũ và giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét. Giây phút chia tay không cờ hoa, chỉ có những gói xôi, chiếc bánh. Lá cờ đỏ sao vàng tại nhà văn hóa thôn Làng Nũ được trao cho đơn vị sẽ là kỷ vật thiêng liêng, minh chứng cho tình quân nhân sâu đậm trong những ngày đau thương nhất. Chia tay Làng Nũ, trong mỗi cán bộ chiến sĩ vẫn còn nỗi day dứt khi 11 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ sẽ cùng người dân thôn Làng Nũ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại và sớm tái thiết cuộc sống sau lũ.